trần thế sẽ dẫn đưa ta về quê trời. Tất cả mọi lời thầm trong mây gió dìu ta đến cùng vầng thái dương. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi dồn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tôi vui mừng luôn trong Đức Chúa Trời. Tất cả mọi nẻo đường từ mặt đất đã được nhuần yêu thương của người, không lo chi mưa buồn hay sương gió. Mọi nẻo đường miền đông xa nhắc cho ta luôn luôn hy vọng. Hãy nghe lời hẹn hò của Thiên Chúa mời ta đến dự tiệc thánh ân. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi dồn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, luôn trong Đức Chúa Trời. Tất cả mọi nẻo đường của nhân thế sẽ dẫn đưa ta về quê trời. Tất cả mọi lời thầm trong mây gió dìu ta đến cùng vầng thái dương. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi dồn lên niềm vui. Thank you.
trước cho nhau cả chính thân mình, yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết cha. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là điều dặn mới, anh em là muốn để thấy. Chỉ mong ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Chỉ mong ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con
con, chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Kính chào anh chị em trong Chúa Kitô. Kính mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni," nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria đã đi ra mộ. Bà có cơ hội gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Nhưng mà ban đầu bà không biết đó là Đấng Phục Sinh, mà lại tưởng đó là ông làm vườn. Có lẽ chúng ta không khỏi thắc mắc, tại sao bà Maria Magdala ban đầu lại không nhận ra được Chúa Phục Sinh đang ở trước mặt mình? Tại sao bà không nhận ra? Lý do đơn giản có lẽ là bà đang mải khóc. Nỗi buồn về cái chết của Chúa đã xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn bà. Và có lẽ bà đang đi tìm Chúa ở nơi kẻ chết. Mà Chúa nay đã phục sinh, Chúa không còn ở trong quá khứ của sự chết nữa. Bởi vậy
Bà Maria Magdala không thể nhận ra được Chúa phục sinh khi tâm hồn bà vẫn còn chịu nặng với những cái nỗi buồn về một biến cố trong quá khứ. Kính thưa anh chị em, chỉ khi Chúa gọi đích danh tên của bà thì bà Maria mới bừng tỉnh. Chính khi Chúa gọi đích danh tên của bà và lôi kéo bà ra khỏi cái nỗi buồn của quá khứ để bà sống cái cuộc sống hiện tại với sự hiện diện của Chúa phục sinh, thì bấy giờ bà mới có thể vui mừng và nhận biết được Chúa đấng phục sinh đang ở trước mắt mình. Chỉ khi Chúa gọi tên bà, chỉ khi được ơn đức tin mà Chúa ban cho bà, thì bà Maria Magdala với con mắt đức tin mới có thể nhận biết được Chúa phục sinh. Anh chị em thân mến, nhiều khi mỗi người chúng ta cách nào đó trong cuộc sống này, chúng ta cũng để cho cái nỗi buồn về chuyện này chuyện kia xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn chúng ta, khiến cho chúng ta không tìm được cái niềm vui đích thật của người Kitô hữu, người có đức tin, người có niềm vui của những sự cao cả về mầu nhiệm phục sinh của Chúa chúng ta mang đến. Những người có cái niềm vui mà chính Chúa phục sinh mang đến cho, đó là sự sống mới, sự sống thần thiêng, sự sống siêu việt, đầy mới mẻ Chúa dành cho chúng ta. Với một tâm trạng lang bang, suốt ngày chúng ta còn quanh quẩn trong những cái nỗi lo lắng, u sầu với cuộc sống vật chất thế gian, vui buồn, sướng khổ lẫn lộn này, nên chúng ta không còn đủ cái sự bén nhạy với sự sống mới ở nơi Chúa phục sinh Chúa chúng ta. Chúng ta vẫn còn mải mê thế sự mà không nhận ra Chúa phục sinh và không cảm thấy đời mình được bình an thư thái, được ở bên Chúa phục sinh. Nguyện xin Chúa gọi tên mỗi người chúng ta như Chúa đã gọi tên bà Maria Magdala ngày xưa. Nguyện xin Chúa mở mắt con mắt đức tin của chúng ta, để mỗi người chúng ta được nhận biết Chúa và được tràn ngập tin mừng phục sinh trong lòng, để chúng ta đầy tràn hy vọng, đầy tràn phấn khởi sống cuộc sống ở đời này và đầy tràn niềm vui chia sẻ tin mừng phục sinh với anh chị em chúng ta. Amen. Hết muôn tội đời, có tan vào lòng Chúa xót thương.
chưa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng Chúa xót thương đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mau ngài rửa hết muôn tội đời. Vào lòng Chúa xót thương con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa một mùa Chúa đó ông ân cho con sự phần tiệc thánh dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa ân tình tràn chứa đầy ơi xin ngàn người người ca lòng thương xót Chúa bao la. Đến với lòng thương xót Chúa lòng thương xót Chúa Chúa đó ông ân cho con sự thân thiết anh dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm trần Chúa đã hiểu con, hiểu tình ngài tựa như sông núi, hiểu tình ngài tựa như trời mây, hiểu lòng người của con giòn mong chiều thề hứa sáng mai đôi. Tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm trần con yêu Chúa, Chúa đã hiểu con. Hiểu tình ngài tựa tình phụ tử, yêu thương con phải chết vì con. Hiểu lòng trần phàm phu bất xứng, một niềm hiếu chẳng sao lo tròn. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm trần con yêu Chúa, Chúa đã hiểu con. Tình ngài tựa tình phụ tư,
yêu thương con phải chết vì con, yêu thương con phải chết vì con. Hiểu lòng chân phàm phu bất xứng, một niềm hiếu chẳng sao lo cho. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã yêu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân to, nhưng đã rõ chưa thô lỗ tâm tình. Chúa đã yêu con, chưa thô lỗ tâm tình, còn yêu Chúa. Do Chúa Cha ban tặng, chuyện tự nhiên kia là cung Chúa ngôi ngài. Thánh thần tình yêu nguồn mạch ban sức sống, ba ngôi riêng biệt nhưng chỉ một Thiên Chúa. Xin Chúa danh thân Cha ra và đến muôn muôn đời, xin cho chiều đại cha mong kiến thiên chi trên ngàn muôn muôn nơi, ngàn vạn sinh linh được cha giúp vui đêm ngày, tình người chan chứa nhuần thấm tâm nhân gian, tháng ngày bình yên nhờ tình cha nâng đỡ, hết muôn muôn loài sống nhờ ơn cha ban. Xin cho danh thánh cha giang đời hôm nay và đến muôn muôn đời, xin cho chiều đời cha mong muôn muôn nơi. Chìm cùng ngôi hai là ta sống trong cha ngài, cùng nguồn sinh sống là chim chúa ngôi bao. Xin ngài ngày đêm gọi mời ta yêu mến, kết liên thân tình với ngài trong anh em. Xin cho dân thân cha rằng và đến muôn muôn đời, xin cho chiều đại cha mau đến, nguyện chi trên ngàn muôn muôn đời, vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha ban tặng, chuộc tội nhân thế là cứu Chúa ngôi ngài. Thần tình yêu nguồn mạch ban sức sống, ba ngôi riêng biệt nhưng chỉ một Thiên Chúa. Xin cho
cha ra đời. Hôm nay bà đến muôn muôn đời, xin cho triều đại cha mau đến, nhưng chỉ trên ngàn muôn muôn đời. Xin cho danh thánh cha ra đời, hôm nay bà đến muôn muôn đời. Xin cho triều đại cha mau đến, nhưng chỉ trên ngàn muôn muôn đời. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Hallelujah.
bên với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong tim con.